Hello anh em, chắc đây là clip đầu tiên mà mình làm video theo tỷ lệ dọc nên anh em hãy xem trên điện thoại nhá. Lý do thì mình nhận được một món quà từ VG Camera. Cái thú vị là nó xóa được cây gậy này này em ơi, là bây giờ nha. Cái gậy dài như thế này nha, nhưng mà nếu mà gắn vô trong dưới đít của nó để mà nó thẳng hàng với cái camera thì các bạn sẽ không có thấy cái cây gậy nữa. Và khi mà quay phim thì nếu mà mình đi trên xe máy hay là các cái hành trình nhìn nó giống như là có một cái máy bay điều khiển bay theo để mà quay cho mình ấy. Sớm có ra để đá xem là hay. Cái này là cái gì? Cái quay à? Quay phim này. À. Trong tủ lạnh này. Trong học bàn này. Hay là tạo một cái góc cao sáng tạo như là camera 360 độ. 360 độ nào nó sẽ có hai cái mặt ống len ở hai bên để mà khi mà quay nó sẽ quay ra hai video, một bên này và một bên này. Mỗi bên 180 độ nó ghép lại thành một cái video 360 độ. Quay toàn cảnh luôn. Cái lúc quay ấy, chúng ta không cần phải canh góc gì hết vì nó quay hết 360 độ. Đến lúc mà về chúng ta hậu kỳ thì chúng ta nhìn thấy được mọi thứ xung quanh cái camera và chúng ta chọn góc sau. Cái điều đặc biệt mà mình không thấy ai nói đó là cái phần trí tuệ nhân tạo. Nhận diện ra các cái chủ thể khi mà các bạn quay, sau đó thì nó sẽ tự động track theo từng chủ thể để ra từng cái shot quay riêng biệt. Ví dụ ở đây mình có một shot quay dài 6 giây, 5 giây ở trong chợ. Một shot quay này thôi, quay với camera 360 độ và nếu mà chạy cái AI auto frame này và sau đó nó sẽ tìm ra cho chúng ta rất là nhiều cái đối tượng ở trong khung hình. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái shot ở đây là những cái shot riêng biệt chạy theo những cái đối tượng khác nhau. Đối tượng đầu tiên đó là gia đình mình. Đối tượng thứ hai, một cái chú áo xanh. Đối tượng thứ ba, một cái chị áo hồng. Đó. Đối tượng tiếp theo, một cái anh đi xe đi lăng SH gì đó. Tiếp theo, anh áo xanh, ai nhỉ? Anh áo hồng. Tiếp theo, anh áo xanh, chị ở bên lề đường áo xanh. Tiếp theo, ai đây, chú áo trắng. Ai nhỉ? Cô ninja. Chỉ với một shot quay thôi nhưng mà về nhà có thể chia ra rất rất là nhiều các cái góc quay khác nhau theo từng cái đối tượng khác nhau. Đỉnh. Rất là đỉnh. Về thiết kế thì con camera Insta One X2 này có lẽ là con camera 360 độ đầu tiên có thể chống nước tự thân mà không cần vỏ lên tới độ sâu 10m. Điều này rất là tiện để anh em đi mưa, đi quay cái cảnh mà nó có nước bắn vào thì rất là tự tin. Còn nếu mà anh em lặn xuống độ sâu hơn 10m thì cần có thêm một cái vỏ chống nước bán rời. Về chất liệu thì nó đã cải tiến hơn cái bản X1, đó là cái chất liệu nhựa của nó là kiểu như nhựa siêu bền, cầm rất là chắc tay, bám dính và có cảm giác như là nó chống va đập rất là tốt.
thiết kế theo kiểu rất là đặc biệt, không phải theo kiểu camera thông thường, hướng về đâu thì quay ở đó. Cho nên khi mà quay ở chỗ đông người thì mình sẽ tự tin hơn, bởi không cần phải canh góc, không cần phải hướng tới cái người mà mình muốn quay. Người đối diện sẽ không có cảm giác nằm ở trong tầm ngắm của camera, nên họ cũng sẽ dễ chịu hơn, vui vẻ hơn. Và vì thiết kế mới, cái ống len nằm ở giữa cân đối, cho nên cái việc mà ghép giữa hai cái video nó cũng sẽ chuẩn hơn. Camera mà có cái len ở bên hông như thế này thì nó sẽ xóa cái gậy, không được chuẩn lắm. Dùng kết nối Type-C sạc hay là chép file rất là thông dụng, phổ biến. Chúng ta có hai đèn, một đèn trước và một đèn sau để mà báo màu xanh là chưa có quay, còn màu đỏ là đang quay hoặc đang... Một điểm mình rất là thích đó là cái lỗ ốc 1/4 inch phía bên dưới này, nó cho phép chúng ta tìm chân máy hay là những cái để mà gắn dễ hơn nhiều so với lại cái mao dạng như thế này. Nhưng ở một số trường hợp cần có sự chắc chắn như là rig lên xe máy hay xe ô tô, chạy ngược gió, chạy ở chỗ mà dòng sóc tốc độ cao, thì cái mao này nó lại đặc biệt phát huy tác dụng, nó chắc hơn rất là nhiều so với lại cái lỗ ốc 1/4 inch. Và lưu ý, đặc biệt lưu ý đối với anh em là tất cả những cái camera 360 độ thì nó đều có hai cái ống kính mắt cá lồi ra hai bên, cho nên là khi mà em không sử dụng hay là như thế nào đó bỏ vô trong cặp thì nhớ là đeo cho nó một cái bao. Con One X2 này nó cũng có chức năng quick shot, bấm quay nhanh mà không cần bật máy, giống như GoPro luôn. 1, 2, 3. Ba, bốn, năm. Insta chậm hơn khoảng 5 giây. Giảm bớt được cái thao tác bật nguồn xong rồi mới quay, nhưng mà cái độ trễ khoảng độ hơn 5 giây này thì mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị tâm lý để bấm quay trước, đoán trước cái khoảnh khắc rồi quay, chứ khoảnh khắc xảy ra rồi mới bấm thì đôi khi là sẽ bị qua mất. Màn hình cảm ứng hình tròn. Đây là cái màn hình cảm ứng hình tròn đầu tiên, à không, thứ hai. One X1 mình cầm rồi. Cho anh em so sánh với GoPro này, GoPro 9 này. Chung là cảm ứng cũng ok, không được mượt như điện thoại đâu, nhưng mà điều khiển được. Quay lấy nét cận được lên tới 5 cm, GoPro là 25 cm. Khác nhau như thế nào? Kiểu ví dụ như mình cần một cái shot quay mà để cái này lên đây kiểu bấm. Còn với GoPro, tất nhiên cũng có những cái trường hợp mà mình cần có cái độ mờ ở gần để mà nó tập trung vào chủ thể ở xa thôi. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích là nó nét ở gần hơn để mình có thể chụp ảnh mấy cái cảnh cận với lại mấy cái góc quay nó đặc biệt hơn, như là quay ở dưới nước mà cá nó tới gần, kiểu như vậy. Nét cận 5 cm. Start recording. Start recording. Start recording. Start recording. Take a photo. Take a photo. Sit down camera. Ra lệnh bằng giọng nói trong những trường hợp mà bấm cảm ứng không ăn này, hay là không có tay để mà bấm. 1, 2, 3, 4. Bốn cái lỗ micro thu âm xung quanh theo kiểu âm thanh vòm 3D ấy. Nhưng mà đặc biệt là bạn có thể sử dụng micro không dây, là cái AirPod, là cái tai nghe của Apple, hoặc là microphone từ Apple Watch kết nối Bluetooth với con One X2 này, là thực ra nó kết nối được với tất cả các loại thiết bị micro hay là tai nghe Bluetooth. Cho nên là bạn có thể mua mấy cái tai nghe mà mấy trăm nghìn bằng Bluetooth đó để mà thu âm từ xa. Tất nhiên thì chất lượng âm thanh thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ xịn của cái mic đó. Đây, mình có cái tai nghe không dây Bluetooth. Bật cái tai nghe lên. Quẹt từ trên xuống. Tai nghe quẹt qua bên này. Đây, tai nghe.
Bluetooth connected. Anh em thấy ở trên này có cái biểu tượng tai nghe AirPods không? Nó có cái chữ màu xanh này, là nó kết nối rồi đó. Cái lúc này thì khi mà mình thu âm cái micro của mình xong, mình có thể tự nghe để check được âm thanh của mình luôn. Thì anh em nào nghe mấy cái tai nghe Bluetooth nhét tai rồi thì có thể nói xong rồi kiểm tra xem âm thanh của mình nó đang như thế nào luôn. Nhưng mà mình nghĩ những cái tai nghe của Apple như là AirPods, AirPods Pro hay là đại loại là hàng của Apple thì sẽ kết nối với lại con One X2 nhanh hơn. Vì đấy cũng là lý do mà tại sao con One X2 này được bán trên kệ của Apple Store. Wow. Thua mà gần, thua mà xa. Mình không biết là các cái điện thoại khác như là Android hay là các hệ điều hành khác thì như thế nào, nhưng đối với mình sử dụng Apple thì nó kết nối cực kỳ đơn giản luôn. Vào trong app, bật máy lên, nó sẽ tự động hỏi có muốn kết nối hay không. Bấm OK kết nối, đếm 3, 2, 1. OK, bắt đầu, xong. Thì lúc này thì mình có thể điều khiển được với cái điện thoại và thực sự là điều khiển rất là mượt luôn. Cái này là, nãy là 150 độ, mình chuyển qua 360 độ. Đợi một tí để nó render cái review và chúng ta có thể xem được. 360 độ. Điều khiển bằng điện thoại, chọn tất cả các chế độ quay, chụp, timelapse hay là nightlapse hay là tất cả mọi thứ mà các bạn muốn điều khiển thì đều có thể điều khiển thông qua điện thoại. Rất là mượt. Chất lượng hình ảnh. Phần này thì chắc là mình cũng không nói thêm nữa, bởi vì con camera One X2 này nó ra được 7 tháng rồi. Anh em có thể là lên trên YouTube, Facebook hay là các cái mạng xã hội để mà tìm những cái video được quay từ con One X2 này để xem cái chất lượng hình ảnh đăng lên nó như thế nào, nó đẹp hay không đẹp. Hoặc là anh em tải cái app trên điện thoại á và vào đó để xem những cái video được quay từ nó luôn. Cá nhân mình thì với chất lượng hình ảnh như vậy là mình cũng đánh giá ngon lành lắm rồi. Nó có hỗ trợ E-Log hay là HDR để mà tăng cái độ no màu, nhìn nó đã mắt hơn. Quay ngoài trời ánh sáng đầy đủ thì nó thực sự là cho hình ảnh rất là đẹp, da rất là mịn, rất là hồng hào, nhìn rất là thích. Còn quay đêm thì tất nhiên là với cái sensor nhỏ thì nó chung số phận giống như các cái action cam khác, giống như GoPro 9 thôi, đó là nó cũng sẽ dễ bị noi. Nhưng vấn đề ấy, cái điểm nhấn của con One X2 này nó không nằm ở chất lượng hình ảnh anh em ạ, mà nó nằm ở cái khả năng sáng tạo trong cái cách làm video, cái cách biên tập hậu kỳ chỉnh sửa video. Thì đi ra. Rất là dễ dàng để tạo ra những cái shot quay hiệu ứng đặc biệt thú vị, mà nếu như anh em mà biên tập theo kiểu thủ công thì nó sẽ rất là lâu và rất là khó. Nhưng với con One X2 này cộng với một cái app trên điện thoại của chính hãng Insta 360 thì bạn có rất là nhiều lựa chọn để sáng tạo, có sẵn lên tới 23 kiểu quay sáng tạo. Anh em truy cập vào app, sau đó đến mục Story, rồi chọn cái hiệu ứng mong muốn và xem cái video hướng dẫn làm sao để ra được cái hiệu ứng đó. Không cần hiểu tiếng nước ngoài, chỉ cần nhìn hình xem cái hướng dẫn là đủ, nhìn bằng mắt là có thể hiểu được. Sau đó thì anh em chọn cái theme và chọn lại những cái video vừa quay, sau đó app đặt vào thì cái app đó nó sẽ tự động chạy, phân tích để tạo ra một cái sản phẩm. Mà cái điều bất ngờ khi mà anh em biên tập trên điện thoại á là anh em không cần phải tải video từ con máy này qua bên điện thoại nhá. Tải không dây cũng không cần luôn, chỉ cần bấm lên xem là có thể xem trực tiếp những cái video trên cái camera này, sau đó bấm biên tập luôn, không cần phải tải từ bức camera qua điện thoại mà vẫn biên tập được. Không cần phải dính, không cần phải tải, biên tập trực tiếp lên cái file đây luôn. Đừng vãi. Camera 360 thì nó luôn luôn có 1, 2 cái ống kính, và khi quay thì nó sẽ đưa ra 2 file video. Sau đó
chúng ta cần phải ghép hai cái file video đó lại thành một cái file 360 độ. Thì cái quá trình ghép đó được gọi là stitching. Nếu như biên tập trên điện thoại, chúng ta không cần phải stitching. Nếu như trên máy vi tính sử dụng với phần mềm Adobe Premiere, anh em cũng không cần phải stitching luôn. Quăng hai cái file đó vô trong Premiere và tải cái plugin của hãng về và sử dụng luôn, biên tập trực tiếp luôn. Tuy nhiên, nếu anh em dùng Final Cut, DaVinci hay những phần mềm biên tập khác chưa có plugin hỗ trợ thì anh em vẫn phải tốn một khoảng thời gian stitching tương đối lâu. Không tốn thời gian stitching, không tốn thời gian tải về điện thoại mà vẫn biên tập được. Nên nếu nhu cầu của bạn là quay video 360 độ và biên tập nhanh để upload lên mạng xã hội thì Insta 360, 360 là lựa chọn hàng đầu với workflow nhanh nhất. Nhanh nhất. Ok, anh em nghĩ gì về con camera này? Có muốn mình làm thêm clip hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn làm những cái hiệu ứng thú vị với con camera 360 này nữa hay không? Thì hãy bình luận phía bên dưới. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Oh.